xin được gửi lời chào đến toàn thể quý vị và các bạn buổi tối nha. Chúng ta có một tối tốt lành và niềm vui. Thưa quý vị các bạn, đến mỗi một vùng đất thì chúng ta đều có một cái nơi để chúng ta thấy được cái cảnh sống của người dân ở đó như thế nào, sung túc hay không, cuộc sống sinh hoạt làm sao. Đó chính là ngôi chợ. Và hiện tại bây giờ theo đồng hồ FIFA của Đức Quốc Trần Sơ Đồ là đã là 22 giờ đêm. Tuy nhiên ngay khu vực của Phú Quốc hiện tại bây giờ thì còn rất là đông du khách. Vì thế chúng ta muốn tìm hiểu rằng là du khách đến với Phú Quốc hiện tại bây giờ có đông hay không, và du lịch của Phú Quốc có trở lại chưa, thì chúng ta sẽ đến với chợ đêm Phú Quốc nha. Theo thấy quang cảnh xung quanh đây thì rất là đông và nhiều người đang còn tập trung lúc là 22 giờ đêm này. Cho nên bây giờ chúng ta cùng tham quan chợ. Ok, let's go. Hiện tại bây giờ thì du khách đến với Phú Quốc rất là đông ạ. Đảo Ngọc Phú Quốc, thành phố Phú Quốc về đêm. Đây là góc đường ngã tư của Trần Hưng Đạo và 30 tháng 4. Và đối diện với khu vực của chợ đêm Phú Quốc. Còn đông du khách đi chợ đêm. Chúng ta sẽ vô tham quan chợ về đêm nhé. Hiện tại theo sự quan sát chung 3 hôm nay thì lượng du khách đến với thành phố Phú Quốc 90% có thể nói là các du khách đến từ miền Bắc. Rồi, chúng ta cùng vào chợ nha, với những món truyền thống kem trộn. Đây. Bốn thứ là bốn cái kem đúng không? Hay là không có hộp gì? Đây, ngồi đi, ngồi đi. Đây là đã hơn 22 giờ đêm rồi nhưng mà lượng du khách cũng còn rất đông ạ. Trước có một ông Tây thôi, bây giờ quá nhiều ông Tây.
đây bánh thốt nốt, bánh bò thốt nốt. Với những hình ảnh này thì chúng ta đã thấy rằng là du lịch Phú Quốc đã trở lại phải không ạ? Đặc sản miền Tây Cà Na. Giờ quán nào về của những đồ phộng này cũng có ông Tây hết. Tướng này cả chu môn chưa? Mũ mỉa một ký mà hai chữ O. Quá đông du khách.
khỏi cái cua bạn ăn ngọt để anh biết xấu rồi. Cái cua tôi là đúng chưa? Hương vị nào đó không anh? Kem đi bên ơi. Bơ cái thứ ngon đấy anh, thử phần bơ nữa đây anh. Kem đi hả? Là mình ăn phần thịt cắn đây anh. Kem đi anh ơi. Kem đi thử đi anh. Rồi, xin cảm ơn, xin tạm biệt, hẹn gặp lại những video kế tiếp nha.